Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và bây giờ em sẽ đi vào con đường C12, là con đường nối dài của con đường Trần Quốc Hoàn ha. Và đây là con đường Cộng Hòa Lê Tấn Quốc. Bên kia là con đường Tân Kỳ Tân Quý. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào con đường C12 Cộng Hòa để xem có gì mới hay không. Đây là con đường Cộng Hòa. Bây giờ đi theo con đường hẻm này, mình sẽ vào con đường C12 cũ đi để xem họ đang thiết à, để xem họ đang thi công các công trình phụ điện và nước ra sao rồi. Đây, bên ngoài là con đường C12 Cộng Hòa mới. Và đây là con đường C12 cũ. Họ đang thi công đường cống thoát nước. Cái đoạn này đang thi công đường cống thoát nước rồi anh chị nha. Rồi. Bên ngoài là đường cống thoát nước của con đường Cộng Hòa. Và bên trong đây là con đường cống thoát nước của con đường C12 đó anh chị. Đường cống thoát nước cũ nó nhỏ chút xíu nè anh chị ơi. Đây là con đường đường cống thoát nước cũ ngày xưa đây. Ok, chúng ta coi đường cống mới nó như thế nào. Chà, cái nắp cống anh chị. Chà, cái nắp cống này, cái cống này bự quá. Ở đây toàn bộ là các trụ điện mới đó anh chị nè. Như vậy là sau này con đường, đây là trụ điện mới không đó anh chị. Con đường C12 sau này nó mở rộng vô tới đoạn này. Và trong này là làm lề đường hả ta? Đây là những trụ điện mới nè. Phải không ta? Không phải, đây là trụ điện cũ hả? Đây là họ thi xong xong cái đường cống thoát nước rồi, họ lắp rồi. Và họ đang tiến hành là đầm đó anh chị, đổ đất và đầm, đổ đất đá và đầm rồi đó. Cái đoạn này là trụ điện mới không đó anh chị nha, trụ điện mới không đó nha. Đây, đây là trụ điện mới không đó, họ mới chôn xuống và di dời đường dây. Và có thể hiểu được rằng là sau này con đường nó sẽ mở rộng vào tới đoạn này đó anh chị, mở rộng tới đoạn này. Nhưng mà em đang thắc mắc là cái đoạn trong này thì sao? Bên ngoài kia là con đường C12 mới và cái đoạn này là cái đoạn cũ anh chị nha. Và cái cống thoát nước thì hình như là họ làm xong rồi nè, làm xong rồi đó. Họ đã chôn dưới rồi và đang đổ đá dăm. Ủa vậy là còn đường ống bên bên trong đường ống dây điện thông dây cáp phải không anh chị? À, màu hồng hồng nè.
Đây anh chị, các đường cống đó nè, họ đã chôn các đường cống phía dưới rồi nè anh chị. Đường cống mới nè ha, đá đường cống mới nè, xong rồi đó. Nói chung cái đoạn này khỏe anh chị, đâu có nhà cửa gì đâu, cho nên là họ chỉ xúc lên và đưa cống xuống và nối cái đường cống với nhau cũng nhanh. Đường cống anh chị. Bây giờ còn cái đường dây kỹ thuật đó là họ đi chôn, họ chôn vị trí nào ta? Họ chôn bên ngoài kia hả? Ôi cha, cái đường cống cũ nó nhỏ xíu xíu anh chị. Nhỏ xíu xíu à. Bên trong đây là đường ống nước sinh hoạt của người dân, sau kia nó sẽ chảy ra ngoài bên ngoài đây anh chị ha. Bên trong có một đường nhỏ, sau đó chảy ra đường cống lớn ngoài đây. Đây là các trụ điện mới đó anh chị nha. Rồi chút nữa mình đi qua con đường C bên hai, C12 bên đây sau nha. Bây giờ chúng ta cùng chạy vào bên trong. Ồ, những căn nhà này hiện nay còn nằm đây, còn hiện diện ở đây nè. Cũng chưa có đập đi căn nào cả. Đây nè anh chị. Đây là những căn buộc phải di dời. Mà đến nay thì chúng ta thấy nó vẫn còn nằm đây mà. Chùa cha người dân bây giờ họ đổ rác ở đây nè. Quá trời rác. Trong đây là cái kho hàng của bưu điện. Đó, sau này bức tường này đập ra mà đến nay thì họ chưa cần thi công cho nên họ chưa đập ra bức tường này. Lúc trước là cái kho này nó chạy dài qua tới này luôn anh chị, chạy dài ra ngoài kia luôn kìa. Đó, nhưng mà bây giờ thì họ đang phải hy sinh cái kho này để mà xây con đường Trần Quốc Hoàn C12. À, chúng ta thấy có một căn nhà mỏng thiệt mỏng là do con đường nó chỉ làm tới cái đoạn này thôi. Không biết là căn nhà này thì nó rộng được bao nhiêu nhưng mà nó mỏng lét hả anh chị. Đây nè, nó mỏng lét không? Do bức tường á, con đường nó làm từ đoạn này qua đoạn này, nó còn dư bên trong chắc mét mét mấy đó, cho nên họ xây dựng cái đó mà không biết là để làm gì. À nè, nó mỏng lét à. Trời, nguy hiểm dữ vậy trời. Chắc có lẽ là họ đang có chủ trương lắp cái hố này, cho nên là bao nhiêu rác, bao nhiêu cây, bao nhiêu xà bằng, bao nhiêu bao rác là được chở về đây đổ ở đây hết luôn à. Ồ, hôm nay có vẻ con đường này nó khang trang hơn, không biết mình vào có được hay không. Bởi vì
bây giờ họ có đuổi mình ra cũng là chuyện bình thường thôi anh chị ạ. Em thấy rất là nhiều cô chú vào các công trình, đặc biệt là hầm chui Trần Quốc Hoàn ngày hôm qua đó, người ta đang tiến hành làm lễ thông xe. Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đọc, thì bên ngoài đây mấy cái cô ve chai vào vào xách những cây sắt dài thiệt dài ra anh chị. Mình thấy rồi nhưng mà mình không thấy ai để mình mét cả. Mấy anh công nhân anh thấy đó nhưng mà anh không có cản luôn. Không biết anh có thấy hay không, nhưng mà không có thấy cản gì hết trơn. Chính vì vậy mà rất nhiều lần vào đây và cũng bị mời ra rồi. Bởi vì công trường họ đang thi công sắt thép và các vật tư còn nằm ngổn ngang trong đây, cho nên họ mời mình ra là chuyện đương nhiên rồi. Đây anh chị ơi, đây là những căn nhà, đây là những căn nhà mà phải di dời, nhưng đến bây giờ thì người ta vẫn chưa di dời đi. Và đây có lẽ là ở một trong những cái cản trở lớn nhất làm ảnh hưởng tới tiến độ của con đường Trần Quốc Hoàn. Bây giờ họ nhà chưa đập ra, nhà mới thì chưa có, khu tái định cư mới thì em thấy là chưa xây. Mà nếu anh chị nói xây rồi, xây ở đâu anh chị cho em cái địa chỉ nha, để em và anh quay với. Trong đầu em bây giờ thì em thấy là chưa xây khu tái định cư. Đây anh chị nha, đây nè, các cái đường ống đen đó chị, nó đâm thẳng qua kia. Như vậy là cái nhà mái tôn đó anh chị, đâm thẳng cái đường đường thoát, đường nước sinh hoạt đó anh chị, nó đâm thẳng qua kia, coi như là cái nhà lầu trước mặt chúng ta còn đi nửa căn đó. Bên dãy kia là bay hết rồi, nhưng mà bên dãy này nè, đó là nó đi rồi. Mình giống theo đó, giống theo cái đường đường ống màu đen, cái lề đường. Đây anh chị, đây là cái điểm cản trở lớn nhất của con đường Trần Quốc Hoàn. Và sau khi con đường này đưa vào sử dụng thì nó giảm ùn tắc, nó chia sẻ bớt lượng xe, lượng người tham gia giao thông cho con đường Cộng Hòa nha. Và hồi đó thì con đường Cộng Hòa sẽ vắng vẻ hơn bây giờ rất là nhiều ha. Vắng hơn chứ không phải vắng vẻ. Đây anh chị, đây là cái mẫu cái con đường Trần Quốc Hoàn từ ngay chỗ hầm chui chạy dài về C12. Thì họ thi công như thế này đây anh chị nè. Vật liệu chính giữa đường họ làm bằng đá hết luôn hả anh chị? Đó, họ làm bằng đá hết luôn ha. Lề đường cũng làm bằng đá luôn. Lề đường là bằng đá luôn. Ơi, tung làm gì? Chết đó. Rồi, Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Video đoạn đầu á, là sáng em đi mà máy hết pin, chiều nay quay lại thì coi như là quay lại em ra đây em đứng luôn đi ha. Rồi chúng ta bắt đầu với đoạn thứ hai của con đường C12 Cộng Hòa nha. Đây là những căn nhà mà sẽ bị giải tỏa, chuyển qua một khu ở mới. Nhưng đến nay thì em cũng không biết là họ sẽ chuyển đi đâu. Anh chị nào biết thì comment phía dưới giúp em với. Ủa lạ ta, con đường này. Ủa anh chị nè. Cái con đường này, đây là cái cống thoát nước. Ủa bên trong cái này là cái trồng bông nè anh chị ha, cái trồng bông trồng hoa trong đây. Còn đây là cái lề đường.
Cái lề đường là bên ngoài đây đúng không anh chị? Lề đường nè. Cái đoạn chúng ta đang đi là cái lề đường. Còn bên trong chính là nơi trồng cây, trồng bông. Chắc cái này người ta định làm cái cổng chào anh chị. Có những cái cây, có những cái thanh sắt, cây sắt ở đây nè. Chắc họ chuẩn bị làm cái cổng chào gì đây không biết. Cái cổng chào nho nhỏ gì ha. Ủa cống thoát nước này là người ta làm ở đâu và để quá trời vậy ta? Bên trong con đường C12 là làm xong rồi, còn một đoạn thôi anh chị. Còn một đoạn từ mái tôn đó chạy vào trong. À, video này mình đi như thế này là ngược nắng rồi anh chị ơi. Chắc có lẽ là anh chị xem video nó hơi bị chói xíu ha. Bởi vì mình đi thẳng vô ánh nắng nó rọi thẳng vô cái máy quay của mình, coi như là thua rồi. Nhưng mà đó, nếu mà đi theo hướng này đó anh chị thì nó đỡ, nó không bị chói nắng. Còn đi theo cái hướng khi nãy á, thì ánh nắng này rọi thẳng vào cái màn hình, vào cái máy quay của mình luôn. Đây giống như là cái đây là một số căn nhà mà sẽ bị chuyển đi anh chị nha, 9 căn tất cả. Đây là cái tim đường nè anh chị, cái đoạn này là cái tim đường. Đây là những cái trụ điện mà họ nhổ bên trong kia đưa ra đây. Cống thoát nước. Đây là những cái ống gì ta? Ống này. À, sau này họ lót lót sau này người ta lót lề đường bằng gạch này nè anh chị. Đây là những viên gạch họ sẽ lót cái lề đường ha. Đây. Đi khá là trơn anh chị nha. Mấy viên gạch này giống như là ở quận nhất, đi rất là trơn luôn đó. Bên trong xong rồi anh chị, họ đổ một lớp bê tông là họ lót gạch thôi. Đó cái lề đường à. Đây là gạch mà họ sẽ lót lót lề.
Bên trong đây là đất của sân bay và trước mặt chúng ta là những cái bãi xe. Rồi, mình tới đây mình đi ra là anh chị ơi, phía trước là ban quản lý công trường rồi. Đây là những cái như vậy là trong suốt cái con đường Trần Quốc Hoàng C12 thì team đường họ dùng đá và cái lề đường họ cũng dùng đá để lót luôn anh chị ơi. Toàn bộ dùng đá hết. Xong con đường C12 là em sẽ qua con đường Phạm Văn Bạch. Cũng là một con đường mở rộng nâng cấp để phục vụ cho sân bay Tân Sơn Nhất. Ok, bây giờ mình đi ra và em xin được kết thúc video nha. Ủa như vậy là đây là các đường dây kỹ thuật nè. Không biết họ sẽ đi chỗ nào mà họ để chắc một đống đó vậy ta. Họ lắp cho cái đoạn trong đây hả? Họ đi trong con đường phía trong hay sao? Mà thấy còn quá trời đây mà. Rồi, ra tới con đường Cộng Hòa rồi. Em cũng xin được kết thúc video tại đây. Con đường Cộng Hòa này cũng được mở rộng luôn nha anh chị. Chứ còn không mở rộng thì đâu có đủ để mà đi đâu. Đó. Bên trong họ còn mở rộng bên trong nữa kìa. Bên trong mở rộng đâu, em thấy còn tầm khoảng 10 mét á, chứ không có ít đâu. Rồi, bây giờ thì em xin phép được kết thúc video tại đây để sạc pin qua con đường Phạm Văn Bạch để quay tiếp. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Chúc cho anh chị và gia đình của mình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn được hạnh phúc. Thank you.